Nhau Đức Hậu nhỉ, khu 9, xã Yên Dưỡng. Vâng, đồ gỗ tụ tán, nhưng kính chào quý khách nhá. Vâng, hiện tại là 4 giờ chiều ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2021. Và em đang có mặt tại nhà bác Đức Hậu ở khu 9 xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Vâng, để bàn giao cho nhà bác một bộ ghế tần thể hòa, chất liệu gỗ đỏ cõ đỏ gồm 6 món và hàng yếm liền. Và rất là đẹp. Thì hiện tại đúng là 4 giờ chiều của ngày mùng 1 tháng 1 của năm 2021. Và em đang về tại khu 9 của xã Yên Dưỡng. Vâng, để bàn giao cho nhà bác Đức Hậu một bộ ghế tần thể hòa, chất liệu gỗ đỏ. Còn sau đây em sẽ quay chi tiết cho các bác xem và có giá công khai cho các bác biết bộ ghế. Và bộ ghế gồm 6 món, một chiếc đoạn dài và hai ghế đơn được đục chữ quý, và xen là ba chữ là phú quý. Hai chiếc ghế đơn, và đây chiếc ghế dài là đục là phúc lộc thọ, kèm theo là tùng trúc cúc mai. Trường là đục chạm ăn rơi, thế thì bộ đỏ rất đẹp. Gỗ đường chọn gỗ vần vèo rất là đẹp, mặt tần liền một tấm các bác nhé. Gỗ vần tự nhiên rất là đẹp, vần vèo tự nhiên. Và các bác nào có nhu cầu sở hữu gỗ ghế tần thì hàng chất liệu gỗ đỏ như nhà bác Đức Hậu ở khu 9 xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê này, thì xin liên hệ cơ sở đầu gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở em nằm tại xã Văn Khúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, chuyên gia công và lắp đặt đồ gỗ tự nhiên, gồm bàn ghế, giường tổ, rồi thì bàn thờ các loại phòng khách. Vâng, xin chân thành cảm ơn các bác đã có chút thời gian để theo dõi hết video clip đồ gỗ Tùng Tám nha.